mình biết một người phạm pháp và báo công an hoặc làm chứng để họ vô tù thì có mang nghiệp gì không sư? Trường hợp người đó bị tử hình, mình có bị tội sát sanh không? Thì xin thưa quý vị đó, cái chuyện mà nghiệp á, nghiệp nó là gì? Tất cả các hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý có chủ đích thì đó là nghiệp. Có nghĩa là dù cho chúng ta chỉ một cái suy nghĩ thôi thì nó cũng đã là nghiệp rồi. Nếu như quý vị nói một suy nghĩ, tại sao sư nói một suy nghĩ đã là nghiệp, thì sư hỏi quý vị ha, khi quý vị niệm Phật mà quý vị niệm ở trong đầu ấy, tùy niệm Phật ấy, thì nó có phải là nghiệp hay không? Nó là nghiệp đấy. Cho nên á, là nghiệp thì nó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, và bất kỳ một hành động nào bằng thân khẩu hoặc ý mà có chủ đích thì nó đều tạo ra nghiệp. Cho nên cái việc mà quý vị hỏi là biết một người phạm pháp và báo công an hoặc làm chứng để họ vô tù thì có mang nghiệp gì hay không sư, thì chắc chắn là có nghiệp. Nhưng mà nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp đó là nghiệp gì? Đầu tiên á, muốn biết nghiệp đó là nghiệp thiện hay bất thiện, chúng ta phải xem cái chủ ý của chúng ta, tức là đó cái tâm của mình khi mà mình làm cái việc đó. Ví dụ như mình báo cho người ta bắt hoặc là mình làm chứng, thì cái tâm của mình vào thời điểm đó đó là tâm gì, nó sẽ quyết định là cái nghiệp đó là cái nghiệp thiện hay bất thiện. Ví dụ như mình đứng ra mình báo mà bằng cái tâm là bất mãn, bởi vì bằng cái sự bực dọc, bằng cái sự bực tức, tức là cái tâm sân ấy, bởi vì cái đối tượng đó họ xâm phạm đến cái quyền lợi của mình hoặc là thân bằng quyến thuộc của mình đấy, thì đó là bất thiện nghiệp, nghiệp bất thiện, bởi vì mình hành động bằng tâm sân. Quý vị còn nhớ là trong hai câu đầu tiên của bài kệ của Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng chẳng rời hình đấy. Hoặc là chúng ta tố cáo bằng cái tâm tham chẳng hạn đấy, thì đó là tâm ô nhiễm. Hoặc là chúng ta tố cáo, chúng ta làm chứng bằng cái tâm si, tức là chúng ta không hiểu biết gì hết, chúng ta không có sự hiểu biết mà chúng ta đứng ra chúng ta tố cáo, dẫn đến cái oan sai cho người ta, thì đó cũng là tâm tâm si, thì đó cũng là bất thiện nghiệp. Còn khi chúng ta đứng ra chúng ta tố cáo á, mà bằng cái tâm thiện, ví dụ như bằng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hoặc là bằng cái thiện chí, là khi mà mình làm cái việc này thì nó sẽ giúp ngăn ngừa được cái việc là con người đó tiếp tục gây hại cho xã hội, và sẽ có nhiều người nhờ như vậy mà họ sẽ được an ổn, bởi vì không có bị trộm cướp, không bị con người này trộm cướp, hoặc là không bị cái con người này làm các cái nghiệp bất thiện đó với họ đấy. Thì khi quý vị làm bằng một cái thiện chí như vậy thì đó là thiện nghiệp. Còn cái quả báo á, thì nó tùy theo cái nghiệp chúng ta là nghiệp thiện hay bất thiện. Nhưng mà cẩn thận như thế này, tâm của phàm phu chúng ta đó nó thay đổi vô chừng lắm, cho nên có khi trong cái dòng tâm thức chúng ta khi chúng ta làm cái việc đó nó có xen lẫn cả thiện lẫn bất thiện. Thì khi mà cái nghiệp nó có xen lẫn cả thiện lẫn bất thiện thì nó sẽ cho quả cả thiện lẫn bất thiện. Nhớ nha, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Ví dụ như mình tố cáo hoặc là người ta, hoặc mình làm chứng, thiện chí cũng có mà bằng cái sự bực dọc cũng có, tức là nghiệp có trắng có đen thì nó sẽ cho ra cái quả có đen có trắng. Xin lấy ví dụ đi, đời sau mình cũng không chắc là mình tốt lành gì đâu, cũng có khi là mình tạo một cái việc gì đó. Xin lấy ví dụ ở Singapore, cái hành động mà xả rác nơi công cộng có thể bỏ tù,
sư không chắc nha, nhưng mà sư giả sử như ở cái nơi mình ở đó họ cũng có một cái điều luật là khi anh mà anh xả rác ra nơi công cộng anh sẽ bị bỏ tù. Thì khi mà mình do mình vô ý vô tứ hoặc như thế nào đó mình xả rác và người ta tố cáo lại mình, thì người ta cũng bằng cái thiện chí cũng có, vì đóng góp cho sự sạch sẽ của xã hội cũng có, mà bằng cái sự bực dọc khi thấy mình xả rác cũng có. Đấy. Thì cái kiểu nó như vậy đó. Rồi có khi là đến khi mà thẩm phán phán xét cái án của mình ấy, thì nó cũng có đôi khi là do thiện chí đó là cho cái án mà nhẹ quá nó không có tởn, cho nên phải cho án nó tương đối nó nặng tí xíu thì nó mới sợ và sau này nó sẽ không có phạm cái lỗi tương tự nữa. Thì có đôi khi thì cũng là thiện chí, sự nói trong trường hợp thuần thiện chí ha, thì cũng có khi như vậy. Ừ. Cho nên á, tùy theo cái hành động của mình, cái tâm của mình vào thời điểm đó nó sẽ quyết định cái nghiệp của mình như thế nào. Ừ. Một điều nữa đó là khi mà mình có liên hệ với một chúng sanh nào đó thì chắc chắn là mình có cộng nghiệp với họ. Ví dụ như trong trường hợp này mình đưa chúng sanh khác vào cái hoàn cảnh tù tội, dù là đó là thiện chí đi chăng nữa. Xin lấy ví dụ như một người mẹ vì không muốn cho con mình đi chơi game, nó mất thời gian, muốn cai nghiện game cho nó, cho nên là nhốt nó trong nhà. Thì chính cái hành động nhốt nó trong nhà bản thân nó cũng là tạo ra nghiệp. Nhưng mà khi đó mà mình có tác động đối với chúng sanh khác thì mình sẽ có cộng nghiệp, có sự liên kết với chúng sanh đó. Ví dụ như chúng sanh đó nó oan trái với mình, nó nói là tại mi mà ta phải bị như vậy, thì nó sẽ có sự giận hờn, có sự thù hằn và nó sẽ có suy nghĩ nó sẽ trả thù. Có khi sau đó nó sẽ quên đi và lỡ mà nó bị xử tử hình thì thôi, đời này kiếp này nó không có làm gì được, nhưng mà đời sau kiếp khác nó gặp mình thì nó do cái thù hằn hồi xưa đó thì nó sẽ làm các cái hành động để mà trả thù. Tức là khi chúng ta có cái sự tác động với bất kỳ một chúng sanh nào thì chúng ta đều có sự cộng nghiệp với chúng sanh đó. Ngoài ra đó, ở cũng trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là có những cái thiện, những cái lợi nhỏ và những cái lợi lớn, thì người người trí đó thì nên làm cái điều mang lại cái lợi lớn. Có đôi khi chúng ta có thể chúng ta xét coi là trong khi chúng ta tạo như vậy đó, cái nghiệp mà chúng ta làm ha, cái hậu quả nó mang lại cái gì nó lớn hơn, cái gì nó lớn hơn. Một á, là chúng ta sẽ hạn chế tự do của một người nào đó. Cái thứ hai là mình giúp đỡ được nhiều người được yên ổn. Tự quý vị đánh giá coi cái nào nó lớn hơn thì quý vị sẽ lựa chọn theo cái đó. Còn nếu như á, mà cái tội mà người đó mà bị tử hình á, theo pháp luật Việt Nam ha, sư không nói pháp luật nước khác, theo pháp luật Việt Nam á, cái tội tử hình á thường là những tội đặc biệt nghiêm trọng, những tội đặc biệt nghiêm trọng. Ví dụ như giết người đi kèm với một cái tội ác khác, ví dụ như giết cướp hoặc là giết rồi hiếp, nói chung là cái tội giết người đó phải đi kèm với một cái tội ác khác thì mới đưa đến cái án tử hình. Chứ còn chỉ đơn thuần giết người không thôi đó cũng ít khi nào mà đến cái án tử hình lắm. Có những người mà giết người chỉ bị cái án là 15 20 năm, hoặc là giỏi lắm cũng chung thân thôi, chỉ khi nào mà đi chung với một cái tội ác khác á, nó mới thường thì như vậy nó mới đi đến án tử hình. Cho nên trong cái trường hợp mà tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy, ví dụ như cái tội mấy người mà giết một cả một cái gia đình ở Bình Phước đấy, thì quý vị có thể suy xét là mình làm cái việc đó thì nó sẽ, một là mình sẽ tạo cái nghiệp là dẫn họ đi đến cái án tử ha. Nếu mình tố cáo, mình biết họ đó mà mình tố cáo họ, mình sẽ dẫn họ đi án tử. Cái thứ hai là nếu như mà mình không làm á, thì có thể là con người này sẽ tiếp tục gây ra những cái hậu quả nguy hại hơn cho xã hội. Tự quý vị đánh giá ha, tự quý vị đánh giá thì làm cái nào nó tốt hơn thì làm. Trong trường hợp mình chỉ có hai lựa chọn đó thôi,
Cho nên quý vị thấy là tại sao á có nhiều vị ẩn tu, bởi vì cái xã hội này nó cái ác nó nhiều lắm, mà khi mà chúng ta làm thì kiểu gì thì mình cũng có cái sự cộng nghiệp. Thiện nghiệp thì cũng có mà nghiệp bất thiện nó cũng có, cho nên nhiều vị chọn cái lối sống đó là rời ra khỏi cái xã hội ô nhiễm này, và họ nỗ lực họ tu hành tinh tấn đi đến cái đạo quả giác ngộ. Rồi khi mà đạt đến đạo quả giác ngộ đó, họ sẽ độ cho những chúng sanh có duyên, và khi họ độ thì họ sẽ độ một cách rốt ráo. Quý vị thấy là có những kiếp á, Bồ Tát của mình ấy, ngài cũng chán cái xã hội này lắm, cho nên là ngài cũng vào rừng ngài tu. Trong những kiếp ngài còn là Bồ Tát nha, chứ đừng nói là cái chuyện vào rừng tu là chán đời yếm thế, không phải. Có những kiếp ngài thấy là cái xã hội này cứu không nổi, và ngài cảm thấy nó chán nản cái cuộc đời này, và ngài đi tìm con đường giác ngộ bằng cách ngài vào rừng ngài tu. Và khi ngài đắc thành quả vị chánh đẳng chánh giác thì ngài sẽ cứu được vô số chúng sanh. Đấy. Còn cái trường hợp mà người đó bị tử hình thì mình có tội sát sanh hay không thì đó còn tùy thuộc vào cái tâm của chúng ta, làm ơn làm phước nhớ dùm sư, có học pháp với sư, có nghe sư giảng thì làm ơn làm phước nhớ dùm năm chi phần của giới sát sanh. Đụng chuyện thì lôi nó ra, chứ đừng cứ hỏi cái gì cũng hỏi hoài. Đó là gì? Cái điều quan trọng nhất là mình có ý muốn giết họ hay không. Ví dụ như mình trong trường hợp mà quý vị chọn cái phương pháp tố cáo nha, trong trường hợp đó khi quý vị tố cáo như vậy, quý vị có muốn họ đi đến con đường chết hay không? Nếu như quý vị có cái lòng muốn họ chết và quý vị thực hiện bằng cách quý vị tố cáo họ thì khi đó quý vị phạm tội sát sanh. Còn khi quý vị thực hiện cái hành vi là tố cáo nhưng mà không phải là mong muốn giết chết họ, không phải mong muốn là tước đoạt mạng sống của họ thì quý vị không phạm giới sát sanh. Và sư nhắc lại thêm một lần nữa đó là không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp, và tất cả các hành động có chủ ý thì đó đều tạo ra nghiệp. Nhớ dùm chuyện đó.